Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên truyền thông và tổ chức sự kiện Perfect Media được thành lập vào tháng 8 năm 2009 với phương châm hoạt động. Thành công cho khách hàng là nhiệm vụ tối thượng của chúng tôi. Ngay từ thời gian đầu thành lập, Perfect Media đã định hướng để trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, đồng hành đến thành công cùng quý khách hàng. Chúng tôi đã đầu tư đầy đủ và đa dạng trang thiết bị tổ chức sự kiện như nhà dàn không gian 4.000m², bàn ghế 2.000 chiếc, sân khấu 1.000m², âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp như loa treo Line Array, QSC, TPA, JBL, Martin, LAT, đèn sân khấu biểu diễn cùng nhiều trang thiết bị sự kiện khác. Phục vụ trên tất cả các tỉnh thành Việt Nam với đội ngũ chuyên viên sự kiện rất năng động, giàu kinh nghiệm và ý tưởng sáng tạo, luôn có ý thức trách nhiệm cao, tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ nhất. Thế mạnh của Perfect Media là không ngừng học hỏi, sáng tạo để thiết kế và dàn dựng nên những sân khấu âm thanh với ánh sáng hiện đại, kết hợp cùng nhà dàn không gian chuyên nghiệp. Chúng tôi cũng là đơn vị đầu tư và tự sản xuất trang thiết bị đầy đủ nhất nên có khả năng thực hiện các sự kiện, chọn gói một cách chủ động, chuyên nghiệp và đẳng cấp, góp phần tạo nên những thành công ấn tượng nhất cho quý khách hàng. Perfect Media đã khẳng định vị thế của mình qua rất nhiều những sự kiện mang tầm vóc quốc gia. Đồng hành với chúng tôi là hàng nghìn khách hàng với độ tin cậy tuyệt đối, là động lực để Perfect Media tiếp tục phát huy năng lực sáng tạo, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm với công việc. Qua sử dụng dịch vụ của công ty tổ chức sự kiện Perfect Media,
thì tôi thấy là công ty có cái chất lượng phục vụ rất là tốt. Công ty thì có một cái đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tay nghề cao, luôn cởi mở, hài hòa, thân thiện khi hợp tác. Bên cạnh đó thì công ty có một hệ thống trang thiết bị rất là chuyên nghiệp, như hệ thống âm thanh, ánh sáng, hệ thống nhà không gian rất là đẹp và chắc chắn. Thì có thể nói sau khi sử dụng dịch vụ của công ty thì tôi thấy là rất là hài lòng với cái sản phẩm dịch vụ của công ty cung cấp. Trước tiên thì Vina Hải Dương rất là cảm ơn các bạn đã tin tưởng và có cái buổi phỏng vấn hôm nay. Thì Vina Hải Dương đã được là đại lý cấp 1 tại Hải Dương được 7 năm. Thì qua 7 năm thì cũng đã tổ chức rất là nhiều chương trình với Perfect Media. Thì cái cảm nhận đầu tiên đối với ban lãnh đạo chúng tôi là một cái đơn Perfect Media là một đơn vị trẻ nhưng mà cũng rất là năng động, hay là nhiệt tình. Đặc biệt là các bạn có đội ngũ nhân viên cũng rất là chuyên nghiệp. Vina Hải Dương thì chắc chắn là trong cái thời gian vừa qua và thời gian tới thì sẽ luôn có thể đồng hành cùng với Perfect Media để tổ chức các cái chương trình. Thì cũng rất mong là các bạn còn trẻ và cái công ty đã được thành lập với một cái thời gian chưa phải là dài nhưng mà cũng thể hiện cái tính chuyên nghiệp hơn nữa và đồng hành cùng với Vina Hải Dương ngày một tốt hơn. Trong năm 2016 vừa qua, chúng tôi có chọn Perfect Media là đối tác để tổ chức sự kiện Người đẹp Yazaki Quảng Ninh năm 2016. Thì khi làm việc cùng với lại Perfect Media thì chúng tôi luôn yên tâm và tin tưởng vì Perfect Media đã xây dựng kịch bản cũng như là dàn dựng sân khấu một cách ấn tượng và chuyên nghiệp. Nhân viên kỹ thuật thì là làm việc rất là chu đáo và nhiệt tình, cũng như là âm thanh ánh sáng thì là rất là hoành tráng. Chúng tôi cảm thấy là yên tâm khi làm việc cùng với Perfect Media. Chào bạn. Năm vừa qua, chúng tôi Viện Nghiên cứu Hải sản có tổ chức lễ kỷ niệm 55 ngày thành lập Viện Nghiên cứu Hải sản và chúng tôi đã sử dụng dịch vụ của công ty Perfect Media và chúng tôi cảm thấy rất hài lòng về dịch vụ của các bạn đã đem lại cho chúng tôi. Chất lượng dịch vụ cũng như là phong cách phục vụ rất chuyên nghiệp, từ trang thiết bị, loa đài, âm thanh, ánh sáng cho đến hệ thống nhà dàn đều rất chuyên nghiệp và đạt chất lượng. Và nhờ dịch vụ của các bạn mà lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Viện Nghiên cứu Hải sản của chúng tôi đã thành công tốt đẹp. Và nhân đây, nhân dịp kỷ niệm 8 năm ngày thành lập của công ty Perfect Media thì chúng tôi cũng xin chúc cho các bạn gặt hái được nhiều thành công và phát triển hơn nữa trên con đường sự nghiệp. Xin chào, bên mình là công ty Hitachi Cable Việt Nam ở khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương. Thì về bên mình thì hàng năm có tổ chức một số những cái sự kiện cho người lao động cũng như là cho các khách hàng trong công ty. Khi mà sử dụng cái dịch vụ tổ chức sự kiện của bên Perfect Media thì mình đang cảm thấy khá là hài lòng cho đến thời điểm hiện tại. Bởi vì là cái trang thiết bị và cơ sở hạ tầng cho việc đầu tư cho việc âm thanh, ánh sáng cũng như là dàn dựng sân khấu của Perfect Media rất là chuyên nghiệp. Ngoài ra thì các cái sự hỗ trợ, các cái dịch vụ khác trong những cái trong cái thời gian diễn ra sự kiện cũng khá là nhanh chóng và kịp thời và nắm bắt được yêu cầu của khách hàng. Cho chính vì vậy mà đến thời điểm hiện tại thì bên mình vẫn đang tiếp tục sử dụng cái dịch vụ tổ chức sự kiện của bên Perfect Media. Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương của chúng tôi thì cũng đã sử dụng dịch vụ của công ty tổ chức sự kiện Perfect Media từ năm 2009. Chúng tôi cũng đã rất nhiều lần sử dụng dịch vụ của công ty, đặc biệt là trong những ngày lễ khai giảng năm học mới. Và gần đây nhất là năm 2016, chúng tôi có sử dụng dịch vụ công ty trong chương trình phát động an toàn giao thông cấp quốc gia. Thì chúng tôi nhận thấy ở công ty tổ chức sự kiện Perfect Media, đội ngũ nhân viên làm việc rất chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tâm. Hệ thống âm thanh, ánh sáng và đặc biệt sân khấu của Media thì rất là hoành tráng, rất ấn tượng. Chúng tôi tin tưởng rằng là công ty tổ chức sự kiện Perfect Media ngày càng phát triển và xứng đáng là một trong công ty tổ chức sự kiện hàng đầu của Hải Dương. Chúc cho công ty ngày càng làm ăn phát đạt và chiếm lĩnh được nhiều lòng tin từ khách hàng. Công ty
Perfect Media là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tổ chức sự kiện trên địa bàn thành phố Hải Dương cũng như khu vực miền Bắc. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập công ty, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ viên chức trên toàn công ty. Chúc công ty ngày một phát triển và thành công. Tháng 8 năm 2017 đánh dấu mốc son 8 năm thành lập với những nỗ lực phát triển không ngừng của Perfect Media. Mong các quý đối tác và khách hàng tiếp tục đồng hành cùng Perfect Media để chúng tôi vững bước bay xa và vươn tới đỉnh cao của sự hoàn hảo. Perfect Media, nơi tôn vinh thương hiệu.